Xin chào, mình là Hà My. Đây là một cái video kiểu siêu ngẫu hứng với mọi người, tại vì là rất lâu rồi mình đã không ra một cái video daily vlog rồi, và mình cũng rất là muốn cập nhật cuộc sống của mình cho mọi người. Thế nên là đây chính là nó. Trong video lần này thì mình sẽ không chỉ có những chuyến đi chơi vui vẻ mà mình còn có cả những bài kiểm tra rất đau não. Thế nên là cùng mình đi học và đi chơi nha. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tuần thì mình có hẹn bóng với Khoa đi chơi, và mục đích chính của cái chuyến đi chơi này là để đi ăn gà. Thế nên là cái điểm đến đầu tiên của chúng mình rõ ràng là quán gà rồi. Mình đánh giá quán gà này tầm 8 rưỡi đến 9 trên 10 nha. Mình sẽ quay lại lần thứ hai, bởi vì gà ở đây nó không bị khô mà nó rất là kiểu mọng nước ấy. Giá cả thì cũng khá là phải chăng. Thế nên là nếu mà mọi người muốn tìm một cái quán gà nào gọi là thay thế cho những cái quán gà bình thường mình hay ăn rồi thì mọi người hoàn toàn có thể thử cái này nha, mình thấy khá là đáng thử. Tớ đang đi thám hiểm mọi người ơi. Không phải, chúng tớ đang đi thám hiểm, chúng tớ đang đi tìm kho báu. Tớ vừa mới lấy lên thì tớ sẽ thử thách theo cho mọi người xem. Sao mình cười ta? Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots a arrow. Mình toàn bắt đầu học vào lúc sáng sớm thôi, tầm 6 giờ 45 7 giờ ấy, nên là không có kịp đi ăn sáng. Nên là cứ sau K1 thì mình với Hà lại chạy đi mua đồ ăn. Hôm thì vào ca chó mua linh tinh, còn hôm thì ăn bánh mì. Mình recommend mọi người cái hàng này, mình thấy nó ok này. Mình không nhớ tên cái hàng này nhưng mà nói chung là mọi người cứ ăn ở chỗ nào bằng cái giấy bọc màu trắng ấy, như này. Chiều thì mình với cả mẹ mình đi ra cà phê để work date. Mình rủ mãi mình mới đi ấy mọi người. Nói chung là đi ra quán cà phê xong rồi cái không gian nó đẹp 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 xinh xinh thì mình sẽ có tâm trạng làm được hơn ấy, mình cảm thấy như thế. Without any doubt, I'll keep choosing.
closing entry. Hello. Đây. Nhưng mà nó nóng lắm mọi người ạ. Nó là miếng thôi. Miếng gì? Bởi vì là cô chấm máy nha. Cho nên là thế nhá. Chỉ gì nhá. Cô đã chán thôi, đừng có vẽ. Cảm xúc khi học một ca quy định kế toán. Mọi người ạ, thì mình cũng như là cô cũng có tâm mình, nhưng mà mình thì không có tâm ấy. Thế nên là nói chung là chúng tớ không hiểu gì hết. Mặc dù cô thấy rất dễ hiểu, nhưng mà tại vì đã lost track từ đầu rồi. Try to listen more and I'm not saying enough. I try to be more thoughtful but I keep thinking too much. I really wanna help but every time I do, I always make it worse when I never meant to. Try to answer all the problems no one wants to solve. I try to be there but I don't think they need me at all. And no one understands how much I'm misunderstood. Cause my intentions get misread when they were always good. Giới thiệu đi. Xin chào mọi người, mình là Hà. Ở đây là thì hôm nay mình và My sẽ múc ba ăn sáng bằng bánh kinh đô. Ok. Từ tóc ra đi. Múc ba phải là tiếng ấy. Thôi, thăm mát thì thiếu tiếng của điểm này. Thì mới bảo là phải có tiếng cho nó ăn mình. Cái đó. Bắt kìa. Đây để tao để đậu. Ôi, cái này có chứa đậu phộng với đậu nành á. Mình ăn được không? Yeah, không. Yeah, yeah, tao sốc là tại vì nó có. Tao chỉ nghĩ là nó có sữa đấy, tao không nghĩ là nó có đậu với đậu nành. Mình thấy mọi người bình thường mà ngủ dậy muộn xong rồi đi thẳng đến lớp ấy thì thường sẽ được bỏ ăn sáng đúng không? Hồi trước mình cũng có một đợt như thế, nhưng mà mình tự thấy cái đợt đấy cơ thể mình nó yếu hẳn đi ấy. Thế nên là nếu mà được thì mọi người đừng có bỏ ăn sáng nha. Phải ăn sáng tốt cho sức khỏe nha. Đây là mình trong giờ chiết mọi người ạ. Cô thì cho bọn mình hai option là có thể đánh máy hoặc là viết tay. Thế nhưng mà mình đã chọn đánh máy bởi vì là mình không thể nào chép kịp cái tốc độ nói nhanh kinh khủng của cô ấy. Và kiểu nếu mà mình có chép thì cái chữ của nó rất là xấu, rồi là nó kiểu ngả nghiêng các thứ. Và mình thì rất là ghét mấy cái sự xấu xí rồi là đấy, thế nên là mình đã chọn đánh máy. Never wanna fall in love.
Ok, nào chào lại đi. Hello. Bây giờ mình đang làm gì? Bây giờ mình đang đợi đồ ăn Hà My Tăng Đạt. Ok. Hà My Tăng Đạt hơi muộn nha, hơi bình nha. Hà My Tăng phải xem nữa. Không phải à? Hello. Hi. Ok. Hello mọi người, bây giờ chúng mình đang ngồi ở trong nhà đây để đợi. Mình vừa mới đặt một cái gà. Thế còn bây giờ chúng tôi sẽ ngồi đợi để cái gà đấy đến và ăn, và tí nữa thì sẽ đi lên cái đấy là workshop hay là gì? Nói chung là cái đấy để lấy điểm rèn luyện. Take a picture, I'll show you mine. We'll see what I can capture behind your eyes. And on, yeah, we got the time. And on, yeah, I'll be by your side. You don't ever need to hide away. Hide away, darling, you should know I'm here to stay. Let me say, and I'll call you midnight. Want you around. Hôm sau là 8 tháng 3 nhưng mà mình đến muộn, thế nên là lúc mà đến thì mọi người đã xong gần hết rồi ấy, kiểu có mỗi tiết mục của thầy thôi, xong rồi thầy bắt chúng mình học tiếp vĩ mô mọi người ạ. Đấy mọi người xem thầy bắt chúng mình học tiếp vĩ mô. Chúng mình học theo khối mọi người ạ, thì một khối sẽ có 3 lớp, mỗi lớp thì tầm 30 người, thì cứ nhân lên thì tổng cộng là có 90 người một lớp, nhưng mà trong đấy thì số lượng bạn nam chỉ chiếm khoảng tầm 20 hoặc là hai mấy thôi, mình cũng không nhiều lắm nhưng mà đại khái là rất là ít. Nhưng mà các bạn nam vẫn luôn luôn kiểu siêu chu đáo ấy, kiểu các bạn luôn tổ chức mấy cái ngày liên quan đến 20 tháng 10 giờ 8 tháng 3, các bạn đều tổ chức rất là chu đáo luôn. Và đấy cũng là kết thúc video ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sắp tới của mình nha. Bye bye.